Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, thời kỳ sau của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc có lưu bố rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, sau khi ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc sẽ lưu hành rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, sau khi ta diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu thường nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, thì nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, từ lâu đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, từ lâu đã tu hành Đại Bồ Tát, cúng dường nhiều Đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành gieo trồng đều đã thành thục. Do phước lực ấy được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, lại thường sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người rộng nói. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, được nghe và phát sanh sự tin hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, và lại thường sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người rộng nói. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, sau khi ta diệt độ rồi, thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc, tuy có vô lượng thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa, nhưng ít người được nghe và phát sanh sự tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không âu lo, và thường sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy vì người rộng nói. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không lo âu, phát sanh tin hiểu sâu xa, sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, rất là hy hữu. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đã từng thân cận, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát thưa hỏi ý nghĩa tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bố thí Ba La Mật Đa, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp không nội, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lứng, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn chân như, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn thánh đế khổ, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn thánh đế tập diệt đạo. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bốn tịnh lự, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tám giải thoát, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bốn niệm trụ, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp môn giải thoát không, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn mười địa Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn năm loại mắt, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn sáu phép thần thông. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn mười lực Phật, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng.
Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu, nhất định sẽ viên mãn pháp không quên mất, chẳng bao lâu, nhất định sẽ viên mãn tánh luôn luôn xả. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu, nhất định sẽ viên mãn trí nhất thiết, chẳng bao lâu, nhất định sẽ viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa, Xá Lợi Tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, được tất cả Như Lai hộ niệm, vì được vô lượng thiện hữu nhiếp thọ, vì được thiện căn thủ thắng trụ trì, vì muốn làm lợi ích nhiều chúng sanh nên cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì ta thường vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói pháp tương ưng trí nhất thiết trí. Các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, cũng thường vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói pháp tương ưng trí nhất thiết trí. Do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đời sau lại sẽ cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, cũng sẽ vì người nói pháp tương ưng như vậy, khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, thân tâm an định, các ác ma vương và quyến thuộc của chúng, còn chẳng phá hoại tâm cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, ứng là đối với các người ưa làm ác khác, hủy báng bát nhã ba la mật đa, có thể cản trở tâm họ khiến cho chẳng cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân đại thừa ấy, nghe ta nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tâm đạt được sự hỷ lạc của pháp màu rộng lớn, cũng có khả năng an lập vô lượng chúng sanh ở thiện pháp thù thắng, khiến đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nay ở trước ta phát thệ nguyện rộng lớn, ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn ước pháp loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt, khuyến khích, chúc mừng, đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến khiến cho được thọ ký bất thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, đối với thệ nguyện kia ta rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, ta quán sự phát nguyện rộng lớn của thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào đời sau nhất định có khả năng an lập vô lượng trong ngàn ước các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát, thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến khiến cho được thọ ký bất thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, cũng ở trước vô lượng Đức Phật trong quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn. Ta sẽ an lập vô lượng trong ngàn ước các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt, khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến được thọ ký bất thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, đối với thệ nguyện kia, chư Phật quá khứ cũng rất tùy hỷ. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, chư Phật quá khứ cũng quán sự phát nguyện rộng lớn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa như thế, tâm và lời tương ưng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào thời vị lai nhất định sẽ có khả năng an lập vô lượng trăm ngàn ức, các loại hữu tình khiến phát tâm đạt quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột, cho đến khiến cho được thọ ký bất thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, tin hiểu rộng lớn, thường nương vào sắc thanh hương vị xúc pháp vi diệu, tu bố thí rộng lớn, tu bố thí này rồi, lại thường gieo trồng căn lành rộng lớn, nhân căn lành này, thường gặt hái quả báo rộng lớn, gặt hái quả báo rộng lớn như thế rồi, chuyên vì loại lạc tất cả hữu tình, đối với các hữu tình thường xả bỏ tất cả sở hữu của pháp nội ngoại. Họ hồi hướng căn lành đã gieo trồng, nguyện sanh vào cõi nước chư Phật ở phương khác. Hiện có Như Lai ứng chánh đẳng giác đang tuyên thuyết pháp xứ vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Họ nghe pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy rồi, lại thường ở trong cõi Phật ấy an lập vô lượng trăm ngàn ước các loại hữu tình, khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng khiến họ đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối chuyển. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn rất kỳ đặc, bạch thiện thể rất hy hữu. Phật đối với các pháp sở hữu ở quá khứ, vị lai và hiện tại, không pháp nào là không chứng biết. Đối với tất cả pháp chân như pháp giới, pháp tánh, vân vân, không có pháp nào là chẳng chứng biết. Đối với các giáo pháp, không có pháp nào là chẳng chứng biết. Đối với tâm hành sai biệt của các hữu tình, không có tâm hành nào là chẳng chứng biết. Đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật ở quá khứ, vân vân, đều chứng biết hết. Đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật vị lai đều chứng biết hết. Đối với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và cõi Phật hiện tại đều chứng biết hết. Đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và pháp đã diễn nói, Bồ Tát, Thanh Văn, cõi Phật vân vân, các việc trong mười phương thế giới đều chứng biết hết. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với sáu phép Ba La Mật Đa, dõng mãnh, tinh tấn, luôn cầu không nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với sáu phép Ba La Mật Đa này có khi đắc, có khi không đắc, phải không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, đối với sáu phép Ba La Mật Đa này, luôn luôn dõng mãnh, tinh tấn, ưa cầu không nghỉ, thì khi nào cũng đắc, không có khi nào là chẳng đắc. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, đối với sáu phép Ba La Mật Đa này luôn luôn dõng mãnh, tinh tấn, ưa cầu không nghỉ, chư Phật Bồ Tát thường hộ niệm. Xá Lợi Tử, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu khi chẳng đắc kinh tương ưng sáu phép Ba La Mật Đa thì như thế, sao có thể nói họ đắc sáu phép Ba La Mật Đa này? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, đối với sáu phép Ba La Mật Đa này luôn luôn dõng mãnh, tin cầu, chẳng đoái hoài thân mạng, mà có khi chẳng đắc kinh tương ưng này thì đó là điều không thể xảy ra. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, vì cầu quả vị giác ngộ cao tột mà thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng các loại hữu tình, khiến họ đối với kinh điển tương ưng sáu phép Ba La Mật Đa này thọ trì đọc tụng, tư duy tu học. Do căn lành này, tùy theo chỗ sanh ra, thường có được khế kinh tương ưng sáu phép Ba La Mật Đa này để thọ trì đọc tụng, dõng mãnh tinh tấn như giáo tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 302.